Một cái sổ tiết kiệm cho ông nhất á, là với số tiền là, đây là một cái sổ tiết kiệm, đây là một số thông tin cá nhân nó sẽ nằm ở trong cái sổ tiết kiệm này của ông nhất, nên là nữ là Bùi Hồ cũng sẽ che lại ha. À, nó sẽ ảnh hưởng đến quyền cá nhân của ông nhất đó. Và trong ảnh có tiền nhiều á, thì kêu ảnh cất thì sao cho ăn trộm nó không giết. Nó dĩ dại cho ông Diêu. Cắt cái nhà kiểu cái y gan như là cái nhà tắm gì đó. Ừ. Cái đầu ông gỡ cái nắp này nè. Cái tụi nó cũng như ông lên tới cái dòng hộ người ta, ông cũng đã gia chạm, đã bị vết thẹo rầu. Ừ. Mà ông lên đó hoài thì nó bị hoài. Vậy hả? Ờ, cái tụi nó mà ông hình như là em hơi bị không hiểu ý của anh Tú lắm đúng không? Chậm tiêu. Chậm. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại ngôi nhà của Út Nhất cô bác quý anh chị. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ sẽ cùng với lại Út Nhất để mà đi làm một cái sổ tiết kiệm cho Út Nhất cô bác quý anh chị. Cô bác quý anh chị có thấy một cái chiếc xe của Út Nhất hiện nay vẫn chưa có biển số. Thì chắc cũng vài ngày nữa thôi. Và trước khi đi thì sẽ tâm sự với ông cụ đi xíu ha. Dạ, con chào ông. Dạ. Cái này nằm võng ở trên này rồi thấy nó khỏe hơn ha. À, đúng rồi. Mới ăn cơm thôi. Mới ăn cơm không? Dạ. Có uống sữa không? Có. Dạ. Kiểu bị kiến buồn phịch. Dạ, ông còn tiền để mà đi ăn cháo gì không? Dạ, còn có 50. 50 hả? Tí dạ. Xíu nữa con giống nhất đi làm sổ tiết kiệm về, con sẽ gửi thêm cho ông cái phần này là của chị Mai Trần ở Mỹ á. Chị gửi ở trong cái số tiền kia rồi, nhưng mà chị nói thôi để cái số tiền đó trích ra để mà cho ông ăn cháo. Dạ. Ha. Dạ, cảm ơn. Dạ, thì lát nữa con sẽ gửi cho ông sau. Còn bây giờ thì con nói chuyện với ông Nhất tí xíu. Ông nghĩ dành sức khỏe ha. Dạ. Dạ, còn 50 thôi. Dạ, còn 50 à. Dạ. Ông Nhất, chào ông Nhất ha. Dạ. Thì bây giờ hai anh em mình sẽ đi làm sổ tiết kiệm. À. Đi làm gần đây đi cho nó tiện ha. Ờ, gần đây đi cho nó khỏe. Sức khỏe là sao rồi? Không có, như sức khỏe nó cũng khỏe. Yeah. Điều có nhất nó cũng như làm gần đây đi cho nó dễ. Cho nó gần gũi nó dễ. Ừ. Sáng giờ ăn cơm chưa? Buổi sáng giờ cứ ăn rồi, nấu cơm sớm cho cha ăn với cho thằng Cường nó ăn, nó khỏi mua đồ ăn cho nó. Sáng nay ăn gì vậy? Sáng cái bà chị mua ba cái xương đó. Ừ. Mua ba cái xương có biết ha, hầm nè, hầm đó. Hầm như cái đó. Hầm cái củ cái bọc thì chị gái mới cho đó. À, bà chị anh mới cho. Chị anh mới cho. À, vậy là cũng ngon rồi. Ừ. Cái này ăn được nhiều không? Với là ngoài ăn có miếng rồi cơ. Cũng chưa có ăn được ngon không? Tại không có găng nó được, cũng khó ăn. Nó ăn không được. Ừ. Thôi bây giờ thì bây giờ mình sẽ đi qua bên kia để mình làm sổ tiết kiệm. Và cái số tiền mà làm sổ tiết kiệm nhiều thì tí xíu làm ra xong thì Bùi Hồ sẽ công bố lại cái số tiền của ông Nhất còn lại bao nhiêu và làm sổ tiết kiệm bao nhiêu. Hơi cô bác anh chị. Thôi ông Nhất bây giờ mình, ông Nhất có cần một quần dài hơi mặc quần này cũng được. Còn nữa đồ, quần lẫn đi cho mát. Chuẩn bị đi. Để em chở cho. Ngủ im không? Ở trong này tối ngủ có hầm không? Nó không có hầm, như tối cũng biết dở nó ra. Tối anh Tú ngủ đâu? Tối anh Tú nó ngủ đây nè. Dạ hả? Nè đó, ăn cái mùng, tấu cái nghe cái mùng đó. À. Đó, cái nó ngủ đây nè. À. Nó hỏi ngủ đây im không, nó im. Ăn cái mùng ngủ đây, hỏi im không, nó im. Dạ hả? Ngủ đây thì cũng được rồi. Nhà nó ngủ đây cũng im. Nhà có ba cha con rồi, ông cụ nói nghe cảm động ghê á. À, không nói còn có ba cha con nữa thì ngủ thì ngủ nay. Dạ. Ông cụ ngủ bên đó cũng im mà. À, ông ngủ thì đó cái điểm của ông đó. Dạ. Cái điểm của ông mới về trả lại cho ông đó. Thôi thì mình đi ha. Và Bùi Hồ cùng với ông Nhất cũng đang có mặt tại một cái ngân hàng ở cô bác của anh chị. Và Bùi Hồ cùng với ông Nhất sẽ làm một cái sổ tiết kiệm cho ông Nhất với số tiền là trị giá là 70 triệu ha ông Nhất ha. Ông Nhất còn tiền mặt ở ngoài đúng không? Còn nhiều không? Còn nhiều, cũng như để đó nặng lúc nước lên tấn cái này cơ. Cũng có mua này kia cho cha ăn với thằng Cường nó ăn đó cơ. Còn cái đó thì cũng như cưng gỡ vô hết rồi chứ không có. Bây giờ em sẽ gửi chẳng là 70 triệu, còn lẻ lẻ thì em sẽ giao thêm cho ông Nhất ha. Với lại đưa cho ông cụ. Được không? Được. Rồi bây giờ mình vô đây ha. Bước vô đi ông Nhất. Như vậy là Bùi Hồ cùng với ông Nhất cũng đã gần như là một buổi sáng để mình đi làm một cái sổ tiết kiệm cho ông Nhất cơ bác của anh chị.
Hồi nãy thì Bùi Hồ cũng có ghé một cái trụ ATM để rút tiền, để mà trao tiền mặt thêm cho ông Nhất cũng như là cho ông cụ đây mà ông cụ ăn sáng. Lần đầu tiên ông Nhất gặp cái máy ATM mà nó chạy tiền, ông Nhất nói là sao? Ủa sao cái máy đó đâu nằm trong tiền đó mà sao cần rút được hay vậy? Dạ. Hồi đó dường như mình không biết đó. Với nói ủa sao tiền đâu đó mà cần rút được. Thấy lạ không? Thấy lạ. Lạ ha. Hồi sáng nay á thì Bùi Hồ cũng tạo một cái app trên ngân hàng và một cái ví điện tử Momo để mà có thể hàng tháng á trừ tiền điện cho ông Nhất, và ông Nhất khỏi lo đóng tiền điện nước. Phần này á thì của anh Phước ở anh hỗ trợ cho ông Nhất là 100 bản anh tương ứng với 3.056.000 đồng. Còn bây giờ thì cũng đã làm xong rồi. Đến thời điểm Bùi Hồ phải công bố số tiền cũng như là sổ tiết kiệm cho cô bác quý anh chị biết ha. Mời ông Nhất lên kia và Bùi Hồ lấy máy lên. Cũng mệt đó. Dạ. Cũng gắng làm cho nó xong xuôi, nó khỏe, mình đi làm nó cũng làm ăn nó cũng dễ. Đúng rồi. Vào sáng ngày hôm nay á thì trước khi làm sổ tiết kiệm á thì Bùi Hồ có chuyển khoản vô tài khoản của Út Nhất, mà Bùi Hồ chuyển vô nè là 73.056.000 đồng. Thì đây mình sẽ gửi cho Bùi Hồ gửi là một cái sổ tiết kiệm cho Út Nhất á là với số tiền là 70 triệu, cô bác anh chị. Vì đây là một cái sổ tiết kiệm, đây là một số thông tin cá nhân nó sẽ nằm ở trong cái sổ tiết kiệm này của Út Nhất, nên là nữ là Bùi Hồ cũng sẽ che lại ha. Nó sẽ ảnh hưởng đến quyền cá nhân của Út Nhất đó. Và trong cái sổ tiết kiệm này á là 70 triệu đồng, gửi thời hạn là 1 năm với lãi suất là với lãi suất bao nhiêu, lãi suất là 5,8% trên 1 năm của ngân hàng Agribank. Út Nhất cứ giữ cái này ha. Rồi Út Nhất cứ giữ cái đó. Và bây giờ thì Bùi Hồ sẽ công bố cái số tiền còn lại của Út Nhất và gửi tiền mặt bao nhiêu ha. Sáng nay thì hôm trước thì Bùi Hồ có nhận được một cái cuộc gọi của chị Mai Trần ở Mỹ đó. Thì chị gửi hôm trước có gửi cho Út Nhất và sẽ đưa tiền mặt cho ông cụ để mà ông cụ ăn sáng luôn. Thì số tiền mặt này á chừng nữa còn bao nhiêu á thì Bùi Hồ gửi cho Út Nhất, và Út Nhất cứ đưa cho cha để cha ăn sáng ha. Và còn bây giờ thì Bùi Hồ sẽ công bố cái số tiền hơn cô bác quý anh chị. Và đây là cái số tiền mà Bùi Hồ đã tổng cập nhật đến ngày 30 tháng 8 năm 2023. Đây là cái số tiền ở cái clip trước Bùi Hồ cũng đã có công bố xong. Tổng chi là 11.840.000 đồng. Số tiền nhận được là 204.553.600 đồng. Trừ đi cho 11.840.000 thì còn là 91.713.000. Thì Bùi Hồ nhận của một chị giấu tên ở Hà Nội là 2 triệu đồng. Của một cô giấu tên ở Hà Nội 2 triệu đồng là được 93.713.600 đồng. Sau đó thì trong lúc mua xe thì Bùi Hồ có nhận được một cái ủng hộ của anh Bình ở Sa Đéc là thêm 300.000 đồng, là 94.013.000 đồng. Thì lúc đó Bùi Hồ có làm một cái clip mua xe là 19.410.000 đồng. Và còn lại là 74.603.000 đồng. Đây là cái số tiền 74.603.000 đồng. Thì Bùi Hồ mới vừa làm sổ tiết kiệm là 70 triệu đồng đó. Thì còn lại tiền mặt là 4.603.000 đồng. Và Bùi Hồ cũng gửi cho Út Nhất cái số tiền của anh Phước gồm có đóng tiền điện nước là 3.056.000 đồng trong tài khoản. Và vừa rồi thì Út Nhất cũng có làm một cái tài khoản ngân hàng của bác của anh chị. Và Bùi Hồ cũng đã làm trên một cái ví điện tử để mà thanh toán tiền điện nước cho Út Nhất. Vậy thì cập nhật đến ngày 30 tháng 8, Bùi Hồ đã gửi tiết kiệm là 70 triệu đồng, còn lại là 4.603.000 đồng. Và cái sổ tiết kiệm này thì Út Nhất giữ. Sổ tiết kiệm này thì Út Nhất sẽ giữ và sẽ có thời hạn là trong vòng 1 năm thì sẽ rút lãi ra. Để sau đó cái phần lãi đó thì Út Nhất có thể sử dụng để đóng tiền điện thêm. Nhưng mà nói đến thời điểm mà 3 triệu đồng thì mỗi tháng thì Út Nhất khoảng chừng 200.000 tiền điện, thì mà sử dụng đến 1 năm cũng chưa hết nữa cô bác anh chị. Và cái số tiền lãi của cái sổ tiết kiệm này đó thì có thể sử dụng để đóng tiền điện. Và từ nay và đến về sau thì Út Nhất sẽ không lo cái số tiền điện nữa ha cô bác anh chị. Vậy thì Bùi Hồ thống kê lại cô bác anh chị là cho Út Nhất biết là số tiền là còn lại là 74.603.000 đồng nha Út Nhất, sau khi mua chiếc xe 19.410.000 đồng và gửi sổ tiết kiệm là 70 triệu đồng, còn lại là 4.603.000 đồng ha Út Nhất. Và Bùi Hồ sẽ đưa cho Út Nhất là 4.603.000 đồng trong cái tài khoản ngân hàng của Út Nhất hiện nay còn trừ lại là 3.056.000 đồng. Bùi Hồ cũng đã chuyển rồi, và số tiền này là để đóng tiền điện, còn tiền mặt là 4.603.000 đồng. Thì trong cái 4.603.000 đồng này thì lúc trước là chị có một chị đó là chị Mai Trần ở Mỹ đó, thì chị có nói là gửi nên gửi 100 đô
cho 100 cho ông cụ để ăn sáng thì ông Nhất giữ cho ông cụ, như gửi mỗi lần cho ông cụ 1 triệu thôi không Nhất. Chị Mai Trần này cũng có hứa là sẽ gửi cho ông cụ mỗi tháng là 50 đô để cho ông cụ ăn sáng cho ông Nhất khỏe hơn. Ông Nhất thấy sao? Đúng à, vậy ha. Rồi bây giờ là em sẽ gửi cho Út Nhất là 4.603.000 đồng ha. Đây cô bác của anh chị, đây là của chị Mai Trần ở Mỹ là 100 đô nè. Thì chị nói là gửi cho ông cụ ăn sáng hết đi. Tại lúc trước cũng có tính mua áo pyjama cho ông cụ á, nhưng mà bây giờ đã mua rồi nên là nữ là bây giờ gửi cái số này cho nữ Út Nhất gửi cho ông cụ ăn sáng, phần này là phần của ông cụ ha. Rồi bây giờ làm sổ tiết kiệm xong rồi thấy khỏe mừng không? Mừng hơn. Vậy hả? Cái số tiền này giống như là cái số tiền để mình lo cho cha, rồi số tiền mình dưỡng già luôn, đúng không Út Nhất? Út Nhất là coi như là bây giờ là một người có thể là một người con hiếu thảo, nhưng mà bây giờ là gọi là bây giờ gọi là mọi người cô bác anh chị chung tay nhau thì Út Nhất như là được sướng nhất trên đời à. Ngày xưa mà đi làm về nhà là sao Út Nhất? Đi làm về thì gặp cái cảnh nhà vậy cái Út Nhất cũng buồn. Mưa tới mưa lui cái cha con né tới né lui hoài. Rồi giờ có cái căn nhà vậy cái đi mặn cái nó vui lắm. Đi mặn cái nó cũng khỏe, nó không lên nhà nó cũng không có sợ mưa gió. Còn một lần lên đi mặn lên cái lên nhà cái gặp cái cảnh nhà đó. Cái mắt chán. Mắt chán hả? Mình thấy chán. Cái mặn cực khổ lên mà mình thấy như cái nhà nó mưa dột hoài, rồi cái ngủ nó cũng khó ngủ. Hồi đó là không có động lực làm luôn đúng không? Hồi đó làm nó cũng chán á. Cũng như làm lên thấy như cái cảnh nhà cái mình chán. Thấy không ham. Không ham luôn hả? Nói chung là mình cũng được phước phần thì mới được như vậy không Nhất ha? Đúng rồi, cưng cũng nhờ mấy chị, mấy anh, mấy chú Mạnh Thường Quân này kia đó. Cũng thương, cũng mừng. Cảm ơn. Từ nay về sau thì đâu có còn lo gì nữa không? Đi lên tới sau cũng như chú chỉ là có cái đi bằng thôi. Đi bàn lên nhà thấy cũng khỏe, cái chỗ ngủ ngơi nó cũng khỏe, một lần cái đi bàn lên đó, cái chỗ ngủ nó cũng khó ngủ. Mạnh ai nay trốn hả? Mưa cái mạnh ai nó cũng như né chỗ ấy đó, như nó dột, con to nó nhiễu qua cái dột nó cũng khó ngủ. Giờ cái đi bàn lên cái thấy nó khỏe đó, nó không có gầu lo như ngày đợt trước. Tính ra làm thôi nhưng Nhất thì bây giờ cũng khỏe hơn hơn chủ đúng không Nhất? Khỏe hơn chủ, ta màng cũng lỗ lã đó. Ta màng cũng lỗ tán lỗ lui hoài, tiền đó đắp như đắp mà trúng trúng đợt này đắp qua đợt sau. Lỗ tán lỗ lui hoài vậy mới vậy đó, nhiều nhất mà vậy là khỏe dữ lắm mà nữa. Nói chung là Út Nhất là cũng là có một cái cơ duyên rồi hiếu thảo rồi cô bác của anh chị thấy được nên mỗi người chung tay nhau ít. Thành thử ra là đến cái thời điểm này là mình thấy là mình cũng được hạnh phúc hơn rất là nhiều người. Bây giờ có mong muốn gì nữa không? Không, Út Nhất cũng như là mấy chị, mấy anh, mấy chú, mấy Mạnh Thường Quân đó. Cũng các cái nhà cho Út Nhất được, cứ Út Nhất cũng mừng, khỏe. Út Nhất giờ cũng như là mặn nhiều, cứ ăn nhiều. Đi lên là khỏe rồi đó. Vậy là khỏe rồi ha? Đi lên là khỏe, cũng như đi mặn nhiều thì ăn nhiều chứ. Giờ không có gầu lo như đợt trước nữa. Mai mốt lo bán khô nữa chứ. Thì Út Nhất cũng làm bán khô bạn đó, mùa nước tới rồi cũng làm kiếm tiền thêm. Sau hơn một tháng thì ngôi nhà của Út Nhất cũng đã hoàn thành, cũng đã có xe đi lại với người ta và cũng có tiền để mà gửi để mà cho sau này ông cụ có 100 tuổi già để mà có mà sử dụng, và thậm chí là số tiền đó có thể cho Út Nhất dưỡng già về sau nữa. Hiện nay thì Út Nhất còn giữ là bao nhiêu tiền mặt, nhiều không? Còn cũng 9 triệu cơ. 9 triệu. Út Nhất có dám phá cái tiền của Mạnh Thường Quân cho đó. Cũng để đó, chừng nào mà cảm thấy như mùa nước mà mặn không được đó. Cưng hả lấy ra cưng ăn. Còn hả mặn được để đi đó. Út Nhất giữ 9 triệu đúng không? Ngày hôm nay thì coi như Bùi Hồ đã hoàn thành một cái trách nhiệm của mình đối với cô bác anh chị Mạnh Thường Quân đã giao phó cho Bùi Hồ để mà hỗ trợ Út Nhất, để cho Út Nhất vượt qua lúc khó khăn như thế này. Với cái số tiền đến thời điểm hiện tại nhận được đó cô bác quý anh chị là 206 triệu, chưa kể những cái phần khác nữa, 204.553.000 đồng, với 2 triệu nữa là 206 triệu, cộng thêm 300.000 đồng ở đây nữa thì tổng cộng là 206.800
53.600 đồng. Một cái số tiền phải nói là cực lớn, chưa kể những cái số tiền lo tang sự cho mẹ lúc trước nữa. Thì đối với một thời gian ngắn như vậy, một số tiền cực lớn như vậy là nhờ sự đồng cảm chung tay của cô bác quý anh chị, mà Bùi Hồ chỉ là người hỗ trợ kết nối để cho Út Nhất vượt qua khó khăn. Cũng mong là trong thời gian tới thì Út Nhất sẽ cố gắng làm và có hiếu như những gì mình đã làm mười mấy năm qua, lo cho cha của mình. Còn lại cha với lại hai em khờ là một trọng trách rất lớn. Và cũng sẽ còn một cái clip mà Bùi Hồ đối với Út Nhất, đó là thay mặt cho anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ để hỗ trợ cho anh Cường đi đến bệnh viện tâm thần. Và khi Út Nhất đã ổn định trầm găng và xong thì khỏe lại là đưa anh Cường đi bệnh viện tâm thần luôn. Nên Bùi Hồ sẽ chia sẻ những đoạn clip đó cho cô bác anh chị biết. Có nhiều cô bác của anh chị nói tại sao là chia sẻ những cái hoàn cảnh của Nhất hoài, mà ngoài kia thì cũng có khá nhiều hoàn cảnh. Tại vì trọng trách đó đến đây đối với Nhất cũng chưa hoàn thành. Còn hai việc nữa, một là trồng găng cho Nhất làm cho xong luôn, hai là đưa anh Cường đi bệnh viện. Còn đây là số tiền còn lại là 4.603.000 đồng, còn dư lại sau khi gửi sổ tiết kiệm là 70 triệu đồng, và gửi tiền để mà đóng tiền điện là 3.056.000 đồng. Út Nhất đếm lại cho Bùi Hồ. 4.603.000 đồng đúng không? Ừ, đúng rồi. Ừ. Số tiền này đưa cho ông cụ đưa cho ông cụ là chị Mai Trần gửi cho riêng cho ông cụ là 2.300.000 mấy á. Thì Út Nhất cứ giữ lần đưa cho cha là 1 triệu cũng được nữa. Đưa cho ông cụ đi, ông cụ còn 50.000 à. Muốn đưa 1 triệu hay 2 triệu? Đưa cho cha 2 triệu, đưa cho cha không mấy thôi. Dạ. Thì cha chị Mai Trần cho cha 2 triệu mấy đó. Giữ ăn sáng không cụ? Giữ ăn sáng. Đó ông cắt kỹ cho đàng hoàng. Thì ăn hoài. Để đó nó không ăn hoài đó. Còn này con giữ để xây sở. Con còn máy này kia mua đồ bên kia, lên Cường bỗng bên kia. Cha cắt cho đàng hoàng. Rồi bây giờ hết lo chưa? Giờ cũng như nó nhẹ rồi cơ. Bùi Hồ cũng nhẹ phần thở ra, giữ tiền nhiều quá cũng áp lực cũng mệt. Cưng khỏe rồi. Út Nhất giữ cái sổ này cho cẩn thận nha. Giữ cho cẩn thận, khi nào mà Út Nhất có rút tiền á thì nói với Bùi Hồ, Bùi Hồ sẽ quay lên. Vì sao số tiền nó rút ra không có rút, để luôn, dính nó luôn đi. Dính nó luôn đi, để cho nó mục luôn. Để cho nó mục gì cũng được. Đó có những cái tiền của Mạnh Hùng Quân đó là để cho biết sau này già tuổi đó. Lỡ biết mà không được, cũng có đó cũng đỡ. Chứ giờ mình có mặt được, mình có phá ra. Đừng phá ra. Nói nghe mà thương ghê á cô bác anh chị. Một lần nữa thì Bùi Hồ cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các cô bác anh chị Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước. Cũng thông qua video clip này, Bùi Hồ có chia sẻ như thế này. Có rất là nhiều cô bác anh chị gửi cho Bùi Hồ để hỗ trợ cho ông Nhất, để là chẳng hạn như là mua mồng mền nệm hay là mua sữa, mua thêm gì đó. Thì Bùi Hồ trong thời gian vừa qua thì Bùi Hồ cũng chưa thực hiện được những cái khoản đó. Nhưng mà số tiền còn lại thì sẽ là số tiền để chi tiêu cho Út Nhất và ông cụ. Nên là nữ những cái hàng mục đó, những cái đó thì Bùi Hồ cũng chưa có mua được. Nhưng mà hiện nay với thời điểm này, số tiền này á, thì Bùi Hồ sẽ cùng Út Nhất sẽ mua một số đồ vật dụng để trong nhà cho Út Nhất cùng với ông cụ muốn ăn gì ăn ha. Rồi cũng chân thành cảm ơn tất cả các cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân trong nước ngoài nước, nhà hảo tâm đã đồng hành với Bùi Hồ trong suốt đoạn đường vừa qua, và cũng như là đồng hành với lại hoàn cảnh của Út Nhất nói riêng. Còn bây giờ thì thay mặt cho gia đình của Út Nhất nói lời chân tình cảm ơn đến quý Mạnh Thường Quân, cô bác quý anh chị đã hỗ trợ cho gia đình Út Nhất đến thời điểm này, không những là vượt qua khó khăn, có vốn làm ăn mà có tiền để mà tích lũy về những lúc khó khăn nhất. Xin chân thành rất nhiều. Và một lần nữa thì mong cô bác quý anh chị mà chưa đăng ký kênh á thì hãy cho Bùi Hồ một lượt đăng ký, coi như đó là động lực để Bùi Hồ đồng hành đối với những hoàn tốn tiếp theo. Đi tới uống cà phê. Dạ hả? Qua giờ có ăn cơm nước gì không? Ngủ nhà anh Tám thì sao? Ngủ đây sao? Khỏe. Khỏe hả? Ngủ nhà anh Tám với ngủ dài dài nhà vợ đó thì sao? Khỏe. Ngủ chỗ nào ngon hơn? Nhà anh Tám. Sao ngủ nhà vợ không ngon? Ngủ ta chưa có cắt. Dạ hả? Dạ. Trốn xuống đây ngủ. Dạ. Anh Tám là anh có nhà đó thấy im không? Im. Ngủ so với nhà kia hồi xưa sao? Xích lại. Em hả? Ăn cơm chưa? Rồi. Ăn với gì vậy? Ăn với chuột chiên. Chuột chiên.
Ngon không? Ngon. Ăn được mấy con? Ăn được hai con. Hai con hả? Sáng có nói với anh Tám là sao trừ cơm ít quá không? Không. Bữa nay không trừ nhiều không? Có nhiều ăn gì chứ đâu có biết. Dạ hả? Không biết thiệt không? Thì có nhiều cơm nhiều người ăn nhiều. Đâu có đòi được, đòi gì. Đâu có đòi gì, hỏi gì hả? Muốn ăn cơm rồi mình ra này uống cà phê thêm. Uống cà phê thêm nữa. Là ngày nào không uống là bệnh hay sao? Chứ có đòi tôi nghiệp nhất nha. Có cái gì mình ăn đấy. Anh Tám anh có nhiều tiền lắm á, có xin anh không? Không. Sao ạ? Làm biến sinh chứ. Là biến sinh hồi sơ, hồi sớm là thấy anh có nhiều tiền lắm á. Không có rồi, kệ. Hỏi ảnh coi. Kệ, không có gì, có gì rồi, không biết. Hỏi ảnh coi. Không. Hỏi ảnh coi có nhiều tiền cho em xin đi. Thôi, kệ, hỏi. Sao ạ? Cái này ai cho nhiều lấy nhiều chứ hết ham. Sao hết ham? Tiền của ổng thì hỏi gì không? Nghe hả? Ừ. Cho thì lấy không cho thôi. Cho lấy không cho thôi. Chứ bây giờ làm như là hết ham hả? Cho có đem tiền không anh Tám? Có. Đâu cho anh thôi. Cho này cho anh Tú thì được rồi. Ừ. Quên đó chị, cái phần tiền đó là chị Mai Nguyễn cho 200 á. Lấy ra cho 200 luôn. Dạ. Ồ chị Mai Trần, chị Mai Trần ở Mỹ. Cảm ơn Tám. Ai cho lấy cảm ơn chưa? Đây là phần của chị Mai Trần ở Mỹ á. Chị Mai Trần. Cảm ơn chị Mai Trần kìa. Cảm ơn chị Mai Trần. À. Cho em tiền. Ồ trời ơi, nhiều tiền dữ vậy. Dạ, đó có số nữa hay chưa? Có số nữa nữa. Sao nhiều tiền như anh Tú? Còn nhiều lấy ra coi. Hôm qua còn mấy chục, bữa nay lên trăm mấy rồi. Ai cho nữa hả? Mò ốc hay ai cho? Dạ đi lụm mũ. Lụm mũ hả? Lụm hồi nào? Lụm hồi sáng. Hồi sáng lụm hả? Ờ lụm dụng mấy quả tước. Trời ơi. Để đâu lụm để phía trên nó căng dầu. Vậy hả? Dạ, được nhiêu ký? Có hàng mấy ký. Hàng mấy ký hả? Được nhiêu tiền? Trăm ngàn. Lụm mũ mấy ngày? Đâu được đâu, mười mấy ngày. Dồn tới giờ mới căng. À sao dồn lâu dữ vậy? Để cho lâu căng nó mới nhiều tiền. Dạ hả? Dạ. Chưa có tiền sao anh Tám cho lấy nữa? Tại mấy cái gì ở bên nước cho. Ở Mỹ? Ở Mỹ cho. À. Là lấy. Còn anh Tám cho lấy không? Không. Dạ hả? Dạ. Đừng có đeo lên nữa, đừng đâu nữa. Anh Tám anh bây giờ anh quá giàu, anh nhờ hình như là anh giàu như ông giàu chứ giờ ai biết đâu. Vậy? Không có biết. Dạ. Ổng hình như là bây giờ ổng chỉ ở không ảnh. Ổng hình như là uống cái một là hết trơn luôn. Ôi kéo uống cái một gì đó. Rót vô rồi quậy được rồi. Lát chơi nữa là bóng vô. Ghiền cà phê. Ghiền cà phê. Anh Tám hình như là bây giờ anh chỉ quay phim thôi là thầy coi ảnh là anh tự giàu hay sao ta? Anh Tám hả? À. Anh giàu tiền cũng như là tiền là giàu không biết. Dạ. Là sao không biết? Chứ cái hồi này nếu mà nói biết thì người ta nói mình giàu thì nó vô bất ngờ. Vô bất ngờ là sao? Nó vô bất ngờ. Nó giết mình. Nó giết. Vô bất ngờ nó giết em mà. À nó ai biết đâu. À mình giấu vậy hả? Ừ, nó mình không biết. Ừ. Nếu mà nói thắng lợn ra mình biết thì đủ nó vô bất ngờ cái là chết liền. Vậy là anh sợ chết? Vô cái là mình gặp mình sợ mình. Đủ nó vô biết nó làm sao giết mình. Vậy. Nó nói anh này bộ tiền nhiều lắm nha. Nghe tiếng đồn ở đây. Nghe tiếng đồn ở đây. Rồi bây giờ ví dụ anh Tám có tiền nhiều suối anh cất sao? Vậy. Anh Tám có tiền nhiều suối anh cất sao? Hả? Anh Tám mà anh có tiền nhiều á. Dạ. Thì kêu anh cất thì sao cho ăn trộm nó không giết. Nó dĩ dại vô con chiêu. Cắt cái nhà kiểu cái y gan như là cái nhà tắm vậy đó. Ờ. Cái đầu ông gỡ cái nắp. Cái nắp này nè. Nó gạch. Ông gỡ ra cái ông nhét xuống dưới. Ông xây gan cái hộc ở dưới vậy đó. Ờ. Cái đầu ông tán xi măng lại cái rồi xong. Rồi sao lấy ra? Thì giấu luôn. Giấu luôn sao lấy ra xài vậy? Ăn tởm nó mới không biết. Rồi mình cũng không lấy được luôn. Thì mình đã mình ém mình giấu thì tất nhiên mình phải biết chứ sao. Mình biết nhưng mà sao mình nó trắm xi măng lại sao lấy?
là cái kiểu như anh lấy cái nắp này lên, à, dỡ cái nắp này lên anh, à, có chạy lại cái là gì mà mới ông làm dấu cái là biết liền chứ sao không biết. Rồi là rồi nhưng mà nó chôn rồi nó cứng nhắc ở dưới luôn, rồi làm cách nào anh lấy mình ra lấy xi măng mình tám lại gì nó mới không biết. Biết rồi nhưng mà làm sao để mình dỡ xi măng lên? Thì mình đẩy cái nắp ra như cái nhà tắm vậy đó. À mình đẩy miếng nắp vậy đó. À anh có bao giờ anh làm cách đó chưa? Chưa hả? Mà sao chỉ anh tắm vậy? Thì kiểu như mình cũng phải sợ thợm cướp vô mình phải làm như vậy. Ví dụ nó uy hiếp mình, nó nói là mày không đưa tiền tao giết mày rồi làm sao? Tại cái kiểu như mình ở đây mình không dám làm chứ nhiều thằng nó chơi nhiều gái còn ngạt thân ông. Ngạt sao? Nó chơi kiểu như phân hầm mà nó đổ vàng xuống đó. Đổ vàng luôn? Ờ đổ vàng xuống rồi nó lấy xi măng nó tám lại rồi. Ờ anh tám là anh có làm vậy bao giờ chưa? À, có như là mấy cái người ở trong nhà như vậy đó. À. Để ở trong khoảng trong buồng nó đẩy nắp lại sao không biết. Vậy hả? Ừ. Anh có bao giờ làm giống vậy không? Không. Ai dám làm. Sao hả? Cái nhà giàu cũng như mấy cái người ta giàu có quá hết người ta mới làm như vậy. Ờ. Còn mình cũng như gần nhà thờ ai đi làm gì? Gần nhà thờ sao làm không được? Gần nhà thờ cái kiểu như mình cũng nghèo, mình đi bắt ốc được không có tiền bao nhiêu đâu mà đi làm gì. À. Vậy là người giàu tiền hồi sớm anh thấy anh đưa toàn là cò xanh không à? 500 không à là anh giàu chưa? Chưa, mình giả bộ mình là mình không biết. Mình bỏ tiền vô trong túi mình nói ai biết đâu. Dạ hả? Ừ. Mình là bộ mình giả bộ mình nghèo đúng không? Ờ, mình giả bộ là nói ai biết đâu. Là vậy ha. Ờ, chứ mình nói ra mình có tiền đi mang mốt mấy người bạn mình nó nhiều hàng nó mạnh thấy lực lắm. Nó làm gì? Nó quýnh chết. Nó theo dõi nó quýnh hả? Ừ. La đụn nó anh này có tiền nó quýnh chết luôn. Dạ hả? Ừ. Nên hành ứ là mình phải cất, mình phải giấu mấy bạn mình luôn. Mình nói ai biết đâu. Ờ, em hiểu rồi, anh Tú này anh hay quá. Tính kết thúc clip kìa rồi mà gặp anh Tú chỉ dạy cái cách mà có tiền giấu kiểu đó là y gan trong phim đi anh Tú. Ừ, mình bỏ vô bóp mình nói ai biết đâu. Ừ. Chứ mình nói đồn mình nói anh này bụng giàu có tiền đi nó quýnh bất ngờ. Đêm mà hôm nó lũi vô nó quýnh bất ngờ. Quýnh bất ngờ tấn công đột kích hả? Ừ, nó quýnh bất ngờ cái lầm chứ tư. Tại sao mà tiền của anh là em thấy là tiền của anh là anh bỏ vô bọc không à là sao anh Tú? Bỏ vô bọc gì hả? Để đi mỏ với rớt thì sao? Dạ hả? Ờ. Sợ ngốc nó cắn hay vậy? Nếu như mình đi dọc đường mình rớt ướt hẹp thì sao? Bỏ vô bọc cho nó đừng rớt. Người ta nói bỏ vô bọc mình giống bà già quá. Không giống già, bỏ vô bọc nó cơ, nó không có ướt tiền. Để mà đi bắt ốc rồi nửa chừng nó rớt dưới nước nó ướt thì. Vậy hả? Mơ mốt ta mua cái túi mà mấy chục triệu y gan mấy bà kia ta bỏ vô. Ừ, sao hả? Dạ hả? Sợ cứ tối ngày sợ tao quánh không à? Kiểu như con người của mình mạnh thì mình không sợ, còn con người yếu yếu đi bỏ tiền gì chơi. Con người mạnh là sao em không hiểu? Như mấy cái người ta có ăn học á, ta đem theo được. À. Biết chỗ số bấm máy chữ rồi nó gửi gắm rồi được. Ờ. À. Mình yếu xìu yếu sợ đi theo cái quýnh đó. À. Người cũng nói là mấy người ta có học ra mà. Ừ. Là người ta khỏe ha. Ờ, ta biết bấm máy rồi có cái gì người ta điện lại cho mấy dân cách mạng nhà nước đồ người ta cũng che mấy ống che được. Ừ. Thì ta có học cái chữ, ta gọi là cái chỗ mấy chỗ dân nhà nước đó. Ừ. Rồi được, bấm máy nó biết số. Ừ. Còn mình không biết thì mình yếu yếu thì ra uống chết. Bữa nay có đi hóng gió nữa không? Không. Có đi lên tên cho nó khỏe gì. Dạ hả? Dạ. Là không rủ vợ đi? Không. Thì nó thấy cái bản tánh nó lên đi xuống hoài. Nó cũng như quán xá của người ta đó. Rồi nó nói tầm bậy tầm bạ hoài đi vợ tao ba. Nói tầm bậy là sao? À, cũng như nó xuống nó kêu ghéo mình nè. Ừ. Lại chỗ giữa chỗ người ta uống cà phê. Nó xuống nó kêu hoài đó. Ừ. Vợ tao ba. Kêu sao? Ở bên ta ba. Ừ. Quán xá của người ta chứ không phải quán xá của mình đúng không? Ừ. Nhưng mà mình thấy vợ mình vậy mình thương không? Thương mà điều có cái mình thương thì mình để bụng gì thôi chứ quán xá của người ta mình đâu có dám này gì. Chủ yếu là em Út đi qua bên đây uống cà phê gì không? Nhưng mà anh có vợ anh khuyên vợ anh không? Có, tôi nói hoài tôi nói quán xá của người ta chứ không phải quán xá của mình. Lợi mình nói này nói nọ ta la chết à. Mấy chủ quán ta la gần vợ nó là sao
nó biết chứ đâu không. Mà điều có tên nói vừa qua rồi tao bỏ rồi. Dạ. Yeah. Nhưng vợ nói gì? Như phía tên nó qua rồi vừa bỏ rồi, cũng như bà giờ hồi lúc trước thì bà còn nghèo. Bây giờ bà có ăn rồi, bây giờ bà cũng không có xuống khóa quậy nữa. Bị nó cắt nhà lên rồi có ăn. Em là em thấy anh là anh đi đâu là anh cũng bỏ vợ về nhà, là anh muốn né tránh vợ anh hay sao anh Túc? Né tránh đi xuống đây để cho nó khỏe một chút. Yeah. Gặp vợ là mệt hả? Gặp vợ như ở tên thì nghĩ như bả rằng họ bả mình mắc mà làm này làm cái việc này việc nọ cho bả vậy đó, mình mệt. Ừ. Xuống đây nghỉ ngơi uống cà phê cho khỏe. Ừ. Làm mệt vậy thì nó mới có sức khỏe chứ. Có thể gì làm cực thế này. Cực sao? Để đi kiếm chỗ bóng cây rồi ngủ. Ngủ chi ngủ hoài? Ngủ cho nó nhẹ. Dạ hả? Còn nếu như mà làm vậy? Chứ mình ham muốn mấy vụ đó có chút xíu mà nó đài, nó đò mình chuyện thế này, thế nọ vậy mình chết luôn. Ham muốn chuyện gì? Ham muốn chuyện con cái của ả này nọ vậy đó. Ờ. Mình đang ở đó, chung chạy với nhau đó. Ờ. Nó đài với nó sai mà. Sai dữ lắm hả? Bà sai. Ừ. Bởi mình lên tên dòng họ bà đó, mình quay yếu nghề hơn bà. Yếu nghề hơn bà? Bà mạnh nghề hơn mình. Thì cái kiểu như ông là ông ở dưới này mà ông lên tới cái nguồn gốc của người ta thì người ta phải ăn hiếp ông chứ sao. Ừ. Ông lại lên xứ lạ, bây giờ ông dám nói lớn tiếng không? Ừ. Mình ở đây mình dám nói lớn tiếng, đi lên tới cái nguồn gốc của người ta ông dám nói lớn tiếng không? Ừ. Bà đài sao mà bà đài, em thấy anh có làm gì đâu mà nói bà đài. Bà không có đài, nhưng mà có cái mình ở về dòng họ của người ta gần đó, mình cũng phải làm hình mình hơi. Ừ. Phải sái tạc thì mình cũng phải làm hình. Ờ. Để dòng họ gần cái tôi nói mà ông hiểu. Chưa hiểu lắm. Gần cái dòng họ của người ta, anh em của người ta gần cái bên nó đông đảo phải không? Ừ. Không làm sao lỡ người ta. Lớn lên chứ. Lên tới cái dòng họ người ta sai ông làm việc này việc nọ cho người ta, đúng không? Qua đây tập sự đi cho bà ngủ. Nhưng mà sai lao động mình thấy mình khỏe chứ em có thấy mệt cực mẹ. Cực sao? Đài ông nó đài đồ ông mắc ông đi làm mũ chuyện này chuyện nọ cho gia đình dòng họ của nó, đúng không? Để ông xuống đây khỏe anh chút. Dạ không, gà làm mũ là để đâu? Làm mũ nó lấy. Dạ hả? Tại cái tôi nói mà ông hiểu. Ừ. 8 năm không tính biết bao nhiêu trong đó. Bao nhiêu vậy? 8 năm mấy rồi. Ờ. Đấy tôi nói mà anh Minh nghe em kịp là 8 năm mấy không tính của cải trong đó biết bao nhiêu. Lụm lại chắc đâu một căn nhà này bán căn bằng biết nhiêu tiền. Ờ. Nó làm 8 năm gì không tính bao nhiêu. Ờ. Người có bao giờ mình muốn chia tay với vợ mình không? Chia tay thì tôi cũng để đó cho bà lấy luôn. Thí cho bà luôn. Nhưng mà người ta nuôi, người ta lấy, người ta nuôi con mà anh. Ờ, thì biết rằng ta lấy, người ta nuôi rồi. Mà điều có một cái dòng họ của ta. Ừ. Mình cũng không được lên nói lớn tiếng. Đúng rồi. Lớn tiếng là còn làm đâu có lợi người ta. Bây giờ niềm vui của anh là gì anh Túc? Vui ở dưới mình dưới này nè. Ờ. Còn niềm vui gì nữa, đi ăn nhà hàng gì nữa không? Không. Dạ. Yeah. Là chỉ đi hóng gió rồi chơi vậy thôi đúng không? Ừ. Dạ hả? Hóng gió rồi chơi vậy thôi chứ đâu biết. Ừ. Còn gặp vợ là vui không? Không. Chứ? Không dám nhắc. Cái gì? Không dám nhắc con vợ luôn hả? Ờ, đi ngủ riêng mình chứ không dám nhắc. Sao vậy? Nhắc nó có ông lộn xộn, nó bu. Lộn xộn gì đâu, em thấy bình thường mà. Ừ, mệt thế này. Sao mệt? Nói em nghe. Ý tôi nói không hiểu, anh Minh không hiểu. Đi mình đi kiếm chỗ ngủ, mình đi im, mình đi ngủ kiếm chỗ né, mình đi ngủ riêng chỗ bóng cây nào ngủ cho nó khỏe chút. À. Cho tỉnh khỏe. Cũng như cái tôi nói anh Minh là cũng như hồi lúc anh nhỏ tuổi phải không? À. Còn mạnh sức. À. Anh chịu đựng chuyện này chuyện nọ được. À. Lúc mà ông lớn tuổi thì sao? Lúc ông già, ông đau, ông yếu, ông lại gần nữa, ông yếu chết luôn. Sao mà yếu chết luôn là sao? Là cái ý tôi nói không hiểu, nhưng tại sai, chứ lẽ ông nằm đó ông ăn cơm không? Thôi. Chứ lẽ tại sai ông đi. Ờ.
thì đâu phải sai ông chuyện này chuyện nọ để mà làm việc trong cho trong dòng họ người ta. Đã sai thì sao? Đã sai ông làm chuyện này chuyện nọ. Rồi có khi nào mình không đi không? Mình đi gì để kiểu như ông lên đó là cái chuyện là gần đó rồi sao không làm cho ta được. Ông phải đi xa, ông đi ngủ. Kiểu nhỏ đi ngủ. Ờ, nói ông một chút không hiểu, cũng như ông ở bên nhà ông đi. Ông có đau yếu gì, ông phải đi xa, ông né ra chỗ bóng cây, bóng gì cũng ngủ cho nó tỉnh tuồn lại. Nói chút mà không hiểu. À, vậy là kiếm bóng cây ngủ là nó mới khỏe là hơn vì sao ta? Vì sao mà bóng cây ngủ nó khỏe? Hồi lúc còn, ông còn nhỏ thì nó mạnh, còn lớn tuổi thì nó khác, nó yếu. Yếu lại hả? Ờ. Vì sao lớn tuổi nó yếu lại anh Tú? Nó yếu sức khỏe, nó giảm sức khỏe, nó yếu. Thì em thấy càng lớn càng mạnh chứ, nít một xíu nó yếu, người lớn nó mạnh. Ông nói là những mấy cái người ta không có bị như... Bị gì? Đã ông bị vết thẹo, vết thương rồi ông lên bên đó làm gì? À. Thế tôi nói mà ông nghe không tới. À. Như đã con người của mình đã bị vết thẹo trong mình rồi, giờ ông lên đó thì nó bị hoài. À. Cũng như ở trong mình của ông bị vết thẹo rồi, giờ ông lên đó thì nó bị hoài. À. Nó té ra hoài, nó đẻ ra hoài. Nó đẻ gì nữa? Là cái ý tôi nói cũng như ông lên tới cái dòng họ của ta, ông đã va chạm, đã bị vết thẹo rồi. Ừ. Mà ông lên đó hoài thì nó bị hoài. Dạ hả? Ờ, cái ý tôi nói mà ông nghe ông... Hình như là em hơi bị không hiểu ý của anh Tú lắm đúng không? Chậm tiêu, chậm còn mạnh, mạnh sức. Ông lắng lướt được. Còn cái lúc mà ông bị vết thẹo, vết thương rồi, ông phải né chứ. Trốn? Đúng. Bây giờ tôi nói cái chuyện đơn giản đi. Ông đi lên tên đó bây giờ... nó lại nó chém ông vô cái tay cái đi. À. Ông đã bị vết thương rồi, giờ ông dám đứng đó chịu hoài không? Ừ. Ấy tôi nói bao nhiêu đó thôi là ông hiểu rồi. Đúng rồi. Em hơi bị chậm tiêu. Ờ, đã vết thương rồi mà giờ ông đứng đó hoài tôi chém ông hoài, ông chịu nổi không? Nhưng mà em vẫn chưa hiểu. Anh ví dụ khác đi. Bây giờ ông ở đây phải không? Ông lên tên giờ nó chém ông vô cái tay, ông dám đứng đó hoài không? Ờ, phải kiếm. Phải kiếm đường chạy chứ không chạy đặng nó dép ông chết. Kiếm chỗ né đặng núp đặng cho băng bó đồ lại đứng đó hoài quýnh hoài gục luôn. Quýnh hoài gục luôn là sao? Đánh lại gục luôn rồi thì sao? Bây giờ ông có lộn với bạn bè của ông, bây giờ tôi nói cho tỷ đi. Bạn bè với ông bây giờ nó quýnh ông giờ trúng một hai chỗ rồi, bây giờ chúng ta ông đứng đó để cho nó quýnh hoài. Ừ. Không phải chạy đi kiếm vô nấp. Cái lúc mà ông mạnh thế hơn nó thì ông ăn nó thì không nói chi. Ừ. Lúc ông yếu nghề hơn nó quýnh ông trúng một hai nhít thì cho ông ngầu đó. Ngầu đó chịu cho nó quýnh hoài. Nhưng mà con vợ ở với con vợ mà anh ví dụ gì thấy ghê quá à. Thì mình cái giả dụ mình đặt cái chuyện ra mình nói với vợ cái chuyện nào cho nó hiền chút xíu đi, thì giả tỷ như cái chuyện không có mà nhưng mình đặt cái chuyện lời nói ra vậy để cho ông hiểu không? À. Để ông đứng chịu ở trên đó hoài đặng cho nó quýnh ông gục hay gì. Gục là sao? Gục là tất nhiên là nó đài nó đỏ ông chuyện này chuyện nọ đó. À. Để cho ông... thì mình phản kháng lại, phản kháng ông lên trên đó mình phản kháng thì không phải né. Có bao giờ mình làm có tiền cái mình giấu vợ mình không anh Tú? Không. Như bên đó cái chuyện gia đình dòng họ tôi gần kế bên đó người ta lo người ta ăn được. Không, ý em nói là anh bán mũ hay là làm gì có nhiều tiền nhưng tám anh có giấu vợ mình không? Không. Bây giờ tôi nói về giả tỷ người ta sống ở tỉnh hồi nào cái giờ phải không? Ừ. Như hồi nào giờ không có anh người ta cũng sống nó cũng vẫn được chứ gì. Đúng rồi. Không có anh cũng vậy mà có anh lên trên thì người ta mạnh hay lực một chút. À. Còn không có thì người ta cũng sống cũng bình thường thôi. Ừ. Cho tại vì mình không thương người ta thì cũng có người khác ta thương. Ừ. Đấy, không lẽ mình để cho vợ mình cho người khác thương? Thì mình cũng nghỉ ngơi đủ như này cho khỏe mình mới lên. Nghỉ ngơi là giống như là mình băng bó vết thương lại đúng không? Ờ, băng bó vết thương. Rồi băng bó vết thương lại về nhà mình nói với vợ mình sao đây? Đi kiếm chỗ chứ mình nói ra làm chi, đi kiếm chỗ mình dựa vô nghỉ ngơi. Không, mình khỏe lại kìa, mình về nhà mình nói với vợ mình sao? Khỏe gì mình đi kiếm chạy xe, đi kiếm chỗ nấp, đi ăn xe của anh hai vậy đó. Ừ. Chạy xa kiếm chỗ nấp nghỉ. Ừ. Ừ. Trốn hả? Ờ, chứ nói ra làm chi. Ừ. Để mình lên tên người ta, mình nói ra chơi khu người ta thì mình đi kiếm chỗ trốn. Ờ.
kiếm chỗ trốn là mình uống cà phê rồi chơi thôi. Kiếm chỗ né chơi đó hoài, quýnh mình rồi chết. em không hiểu cái từ mà gục luôn á. Là nó quýnh mình cũng như là mình bây giờ nó nói giờ tỷ anh ở bển đi. Ừ. Mà anh qua bên đây anh có vợ bên đây đi. Ừ. Tôi đài tôi độ anh giờ tỷ đài độ anh hoài với ông chịu không nổ không phải kiếm xe ông chạy đi tốn chứ. Ừ. Không tốn tôi đài tôi độ ông hoài với ông chịu không. Ừ. Thì ông phải với xe chạy tốn. Mà hình như là mấy ngày nay em thấy anh Tú hơi ốm lại đúng không? Ốm hả? À. Thì tôi ít có ăn lắm. Dạ. Ừ. Mà nghe nói là vợ gì có bên vợ gì có đài gì không mà lo lắng gì không mà trôi mà ốm vậy? Không, cái chuyện tôi nói qua rồi bỏ cho bà ai ăn ăn. Cái chuyện tôi nói cái ý tôi nói mà ông hiểu là cũng như hồi lúc trước mình còn mạnh á, mình làm cho bà ra tiền ra việc á, thì nó vô tiền thì mà bà lấy. Bây giờ không có mình thì mình bà cũng sống vẫn được. Đúng rồi. Mà bỏ trong cái nhà đó là anh thương ai nhất? Dạ. Nguyên nhà đó anh thương ai nhất? Hơn vợ mình vậy đó. Hơn con không? Hơn. Có mua bánh kẹo gì cho con không? Có. Rồi nó như hù quá giờ. Nó như hừa quá giờ bỏ. Sao bỏ? Bỏ cho bà ăn đi chứ giờ là chăng chi nữa. À. Chăng nữa mà đã mình đã có bị vết thẹo vết thương rồi lên tên đó làm gì. À. Thôi bây giờ nói là chào tạm biệt với lại Mạnh Thường Quân đi. Tạm ở cảm ơn anh Mạnh Thường Quân. Ờ. Cảm ơn mấy chị mấy cô ở nước ngoài. Ừ. Đã giúp đỡ. Cảm ơn anh hai tuổi.